365 TV Go chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến thăm thành phố Austin hôm nay. Tiểu bang Texas có diện tích là 676.587 km² với 68 thành phố, thì Austin là thành phố lớn thứ tư sau thành phố Houston, thành phố San Antonio và thành phố Dallas. Mặc dù với diện tích khoảng 846 km² thôi, với 987.000 dân, nhưng nơi đây đang là một điểm thu hút những con người tìm kiếm cơ hội đầu tư hay phát triển ngành nghề, vì đây có hàng loạt công ty lớn và tên tuổi đặt trụ sở hay chuyền sản xuất của mình như Apple, Amazon, Samsung và đặc biệt là hãng xe hơi chạy bằng điện Tesla đã chọn nơi đây để xây xưởng sản xuất trong tương lai, ước tính sẽ tạo ra thêm 5.000 việc làm cho nơi đây. Một tin vui cho người dân Austin. Cô chú anh chị và các bạn, nếu có cơ hội tới thăm thành phố Austin thì mình sẽ thấy là người dân nơi đây rất là thân thiện, lịch sự, không khí thì trong lành, giao thông thì lại tiện lợi và an toàn. Cho nên mình thật sự rất là thích khi mà được sống ở thành phố này. Như các bạn đã thấy trên màn hình của mình hiện tại bây giờ là Downtown là một cái nơi tập trung của những tòa cao ốc, văn phòng. Bên cạnh đó là những khách sạn tên tuổi, những chuỗi nhà hàng ăn uống phục vụ cho nhu cầu du khách tới đây tham quan. Mỗi khi có dịp xuống Downtown thì làm cho mình rất là nhớ Sài Gòn. Mình cũng hy vọng đây là một hình ảnh của Sài Gòn trong tương lai không xa, sẽ rất là văn minh, hiện đại. Hôm nay là buổi chiều của ngày Chủ nhật, nên là các bạn sẽ thấy đường phố sẽ rất là vắng vẻ, rất là thoáng đãng. Chính giữa màn hình của chúng ta bây giờ là tòa nhà, nó là trụ sở làm việc của thống đốc tiểu bang Texas và các nhân viên trực thuộc chính phủ. Tòa nhà này thì nó được xây từ năm 1882 cho đến năm 1888, mất 6 năm để hoàn thành, thì tính đến nay tòa nhà là đã được 132 tuổi. Thì ở đây mình gặp được một hội chơi xe thể thao ba bánh. Họ trang trí xe của họ rất là đẹp. Một chiếc xe như thế này thì nó có giá khoảng hơn 20.000 đô, chưa tính những cái phụ kiện. ¿Le eliminaste la donde las cajuelitas, va? ¿La pusiste ahí la cocina? No más una, la de tu lado. La de mi lado. Pero esa la voy a quitar. Oye, él le conectó el sonido, ese lo conectó. Sí, me está diciendo. Soy el con madre. ¿Ese cómo salió? Te aguanta el sol. Các bạn có thấy xe đẹp không? Mình sẽ đi một vòng để cho các bạn thấy rõ ha.
Bây giờ thì mình sẽ đi tới phía trước mặt tiền của tòa nhà Texas State Capitol, nơi mà mọi người vẫn thường hay tập trung để chụp hình, lưu niệm. Mình nói người dân ở đây thân thiện thì các bạn đã thấy rồi đó. Bạn đó lướt qua camera với nụ cười thật là tươi, rất là dễ thương. Trong tháng 9 này thì có ngày 16 đây tháng 9 sẽ là ngày độc lập của đất nước Mexico. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là họ sẽ ca múa hát để chào đón ngày độc lập của họ ha. Những cái xe này á, người ta để đây á, là để cho mình thuê theo giờ ha. Thì mình khi mà mình bỏ thẻ vào á, thì mình chạy bao nhiêu phút thì họ tính bao nhiêu tiền thôi. Rất là tiện lợi trong việc dạo phố, không cần phải đi bộ. Các bạn thấy động vật hoang dã ở đây nó rất là thân thiện, nó không có sợ con người. Khi mà nó thấy bạn tới gần đó là nó cũng muốn tới chơi đùa. Ở đây là một con sóc ha. Bạn thấy nó dạng người ghê chưa?
Thì năm 1852 thì ngôi nhà thờ này chỉ là một nơi cầu nguyện rất là nhỏ. Mãi cho đến năm 1872 thì nó mới được đặt những viên gạch đầu tiên để xây kiên cố như thế này. Và trải qua bao biến cố khó khăn đầy đấu tranh trong lịch sử thì cho đến năm 1884 mới hoàn thành. Có nghĩa là mất 12 năm để hoàn thành nhà thờ như thế này. Nếu tính cho tới thời điểm hiện tại này thì nhà thờ đã có niên đại là 136 năm rồi các bạn. Đây là toàn cảnh phía bên ngoài của nhà thờ. Thì nếu mà mình so sánh với nhà thờ Đức Bà rất là nổi tiếng ở Sài Gòn của chúng ta thì nhà thờ này sẽ nhỏ hơn nhà thờ Đức Bà 4 tuổi. Mình phải khâm phục một điều là ở đây họ biết cách duy trì, bảo tồn những cái kiến trúc cổ xưa như thế này. Trải qua hàng trăm năm nhưng mà các bạn thấy nó cũng không có hề hư tổn đi nhiều. Trời bắt đầu chuyển mùa sang mùa thu, nên là không khí hôm nay rất là dễ chịu. Chứ bình thường mùa hè ở đây cũng nóng lắm các bạn. Nhiệt độ lên 37, 38, 39 độ C là chuyện bình thường ở Texas này ha.